Phun được rồi hả? Để mẹ phun hả? Rồi anh hai phun quà gì đó? Anh hai phun lẹ lên coi anh hai phun quà gì vậy? Xin đây. Xin đây. Phun quà gì đó? Quà gì đó? Đó anh hai phun được chưa? Em phun được rồi nè. Rồi đi quanh kia phun với anh hai đi. Nè khách qua đây phun với anh hai đi nè. Đó qua đó phun với anh hai đi. Gì đó, gì đó. Gì đó, gì đó. Ô, bánh nào dùm rồi. Trời ơi, anh hai chưa mở được nữa đó hả? Người ta xay xay nè. Rồi anh hai xé luôn rồi. Wow, cái gì đó vậy? Cái gì vậy? Kẹo nha. Kẹo, gọi gì nữa? Bánh mà rim boy. Rồi, gọi gì nữa? Cái dịch ra tiếng Việt là bánh người cá. Ừ, với, cái gì nữa? Với sữa. Đây, đánh dở cho. Dẹp kẹo lên đi, chị nào không có hết bệnh mới ăn. Đang bệnh không có ăn kẹo, dữ dàng được hai hộp sữa luôn. Kẹo vô ăn nha. Rồi tháo làm sao đây? Tháo làm sao? Tháo làm sao? Nhờ anh hai tháo giúp đi. Kìa anh hai tháo giúp kìa. Kẹo dẻo hả? Ừ, kẹo dẻo. Tiger tháo được không Tiger? Tháo được không? Nhờ anh hai tháo giúp con nè. Nè anh hai tháo được rồi nè. Rồi nhờ anh hai tháo đi. Ê, thẻ cho anh nha. Thẻ cho anh em không có được lấy chơi đâu đó. Được 4 hộp sữa luôn ta. Dữ dàng. Thích không Tiger? Thích nhiều không? Vui không? Vui không? Trời, uống hai hộp sữa đó no khỏi ăn cơm luôn. Rồi vui đâu, vui đâu? Vui đâu hả? Rồi sao giành nhau vậy? Tại vì hai bịch kẹo lên, không ăn kẹo đâu, ho đó. Bệnh đó, chừng nào hết mới ăn. Bánh kìa con, tháo bánh ra ăn đi con. Đâu vui đâu, vẻ mặt vui đâu con, mẹ coi ơi, cười ơi. Hả, cười đâu? Đâu, vui đâu? Có bánh ăn vui đâu? Cho mẹ xin sữa đi. Cho mẹ xin sữa nha. Cho mẹ nghe. Xin nha. Mở ra hả? Mở ra hả? Rồi cho mấy hộp? Hộp hả? Vậy là lấy bánh thôi, mẹ uống sữa nha. Nha, mẹ lấy này nha. Qua 1 tháng 6 đó nha.